Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Tuần vừa qua có rất nhiều các bạn đã comment và yêu cầu tôi làm một clip về Jeju. Làm clip về Jeju thì bình thường thôi. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã gửi rất nhiều comment đến cho chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng và sẽ lựa chọn để làm một trong những comment của các bạn. Vì số lượng comment tương đối nhiều, có thể một số bạn sẽ không được thực hiện theo nguyện vọng của mình, nhưng các bạn hết sức thông cảm cho chúng tôi vì số lượng comment tương đối nhiều. Có rất nhiều các bạn comment, người ta đọc vào thấy rất là kỳ cục, nhưng mà tôi thì là thấy bình thường. Tôi càng nhiều các comment kỳ cục tôi lại càng thích, thì điều đó có nghĩa là sẽ làm được ra những video bất ngờ hơn đối với khán giả. Tôi có thể chắc chắn rằng các bạn chưa bao giờ thấy ở đâu Zeru mà lại mạnh mẽ như bây giờ. Cô ấy không hề thua kém các đồng nghiệp nam một chút nào các bạn nhé. Các khối cơ nha, kể cả cơ tay này, cơ bắp tay này, cơ ở vai, thì các khối cơ này đều được thể hiện bằng 3 màu: màu đậm, màu nhạt và màu trung bình, để làm nổi bật lên cái độ tròn, độ căng của khối cơ các bạn ạ. Tôi không hẳn là một người chuyên nghiệp về design, về tạo hình, về vẽ các bạn nhé. Tôi đơn thuần là một người hâm mộ nhiệt thành đối với anime, đối với manga One Piece. Mỗi ngày được làm công việc yêu thích của mình thì tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Chờ đợi hàng tuần để được xem những tập mới. One Piece đó là một cái gì đó đã ăn sâu vào trong tôi từ khi còn nhỏ. Ở đây tôi cũng nói qua về vấn đề vẽ cái xương sườn này các bạn này. Cái xương sườn vẽ được thì rất rất tốt, rất làm nổi bật lên cái sự mạnh mẽ của cơ thể một con người. Nếu chúng ta không vẽ cái xương sườn này thì trông nó chỉ vẽ cơ ngực thôi thì thấy nó bình thường, nhưng mà khi có thêm cái phần xương sườn vào thì tạo ra vẻ săn chắc của cơ thể. Trên thực tế thì các bạn cũng rất ít khi thấy được cái cơ đùi của một ai mà nó lại đẹp như thế này. Một cơ đùi mà có đến 99% là không có mỡ.
Có thể các bạn thấy đây tôi đang tô màu trên một hình đen trắng, nhưng mà không phải là như vậy nha các bạn nhé. Trước khi có được cái hình đen trắng đấy thì tôi đã phải ngồi vẽ thô. Đây là công đoạn vẽ thô các bạn. Sau khi vẽ thô có được hình đen trắng thì tôi mới tiến hành tô màu. Và hoàn thiện sản phẩm là như vừa rồi các bạn thấy đấy. Còn đây là tôi phần phần làm đen trắng. Có rất nhiều các bạn cũng đã yêu cầu làm cái phần đen trắng này một cách chi tiết để cho các bạn có thể tham khảo. Đơn giản thôi, tôi dùng phần mềm Photoshop để vẽ các nét vẽ rất là tỉ mỉ. Ngày trước thì tôi cũng dùng bút chì, dùng bút vẽ như tất cả bao nhiêu người khác. Thế nhưng mà về sau thì tôi thấy dùng phần mềm vẽ thì nó hiện đại hơn, nó tiên tiến hơn và nó cũng tiết kiệm được một số thứ. Tẩy qua xóa lại thì nó đơn giản hơn. Các nét vẽ đậm nhạt tùy theo ý của mình. Các bạn yêu thích về nghệ thuật, yêu thích về hội họa có thể tham khảo để tạo ra các bản vẽ của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Hãy cho tôi xin một like, một sub để cho kênh càng ngày càng phát triển, càng ngày càng đến với nhiều khán giả hơn.